Nam em sinh thua sau thông tin sở thông tin và truyền thông lên tiếng. Đánh vọng ép xe, ném hung khí vào công an tuần tra, nhóm quái xế bị bắt. Người thân nạn nhân mong pháp luật trừng trị nghiêm khắc kẻ sát hại cô gái 21 tuổi. Đăng clip đám tang được đưa lúc 12 giờ đêm, chàng trai khiến nhiều người thắc mắc. Theo đó, một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một đám tang không kèn, không trống, không ai mang tang. Đã thế lại được đưa đi chôn cất vào lúc nửa đêm, khiến cộng đồng mạng không khỏi nổi da gà. Cùng với đó là đặt ra rất nhiều câu hỏi thắc mắc tại sao lại làm điều đó khi trời tối đen. Đoạn clip sau khi đăng tải không chỉ khiến những người thuộc hệ yếu bóng vía thoát tim mà còn khiến dân tình để lại rất nhiều bình luận ở bên dưới. Theo như một số người có kinh nghiệm cho biết, việc tổ chức đám tang không kèn, không trống, thậm chí là không có khăn tang, bởi vì người mất vào ngay những ngày Tết, đầu năm nên gia đình phải đợi qua Tết mới làm khăn tang sau. Trong khi đó, nguyên nhân mà gia đình phải đi chôn cất vào lúc 12 giờ đêm là bởi không xem được ngày chôn cất, sợ đụng phải ngày kiên kỵ nên phải tiến hành gấp gáp ngay trong đêm. Ngoài ra cũng có người có ý kiến cho rằng việc phải mang đi chôn cất vào lúc nửa đêm là do người trẻ hoặc những người linh thiêng phải đi chôn vào lúc 12 giờ đêm để họ không quậy phá người ở Dương Giang. Chính vì thế mà việc chủ nhân đoạn video dám mở cửa để quay clip thay vì đóng cửa được cho là điều hết sức mạo hiểm. Bắt kẻ lừa thi công, xây dựng nhà gỗ qua mạng chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng. Ngày 20 tháng 2, Công an tỉnh Hà Nam thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân, Hà Nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Văn Cường, sinh năm 1990, trú huyện Lý Nhân, Hà Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Lý Nhân phát hiện có một đối tượng liên tục sử dụng các trang mạng xã hội facebook có tài khoản nhà gỗ bảo lâm và nét đẹp cổ truyền chạy quảng cáo có khả năng thi công xây dựng nhà gỗ các loại với các hình ảnh thiết kế đa dạng hấp dẫn sau đó yêu cầu chủ đầu tư có nhu cầu làm nhà gỗ chuyển tiền đặt cọc nhưng thực chất nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xác định đây là vụ việc mang tính chất nghiêm trọng với phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi đội cảnh sát hình sự công an huyện lý nhân đã báo cáo lãnh đạo đơn vị đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ và bắt giữ cường là thủ phạm của vụ án trên khi cường đang lẫn trốn tại tỉnh thanh hóa Tại cơ quan công an, Cường khai nhận do làm ăn thua lỗ, nợ tiền của nhiều người nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội. Khi các bị hại tin tưởng chuyển tiền đặt cọc xây dựng nhà thì Cường hủy kết bạn, chặn toàn bộ liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản. Với các thủ đoạn trên, từ đầu năm 2023 đến nay, Cường đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng chuyện hậu cung nữa hậu cung à ta mình ta hết chấp hết rồi bây giờ ta xin phép giấy tờ trắng chiều tối 20 tháng 2 sau vài ngày liên tục livestream bóc phốt cả showbiz Việt và nhận được thông tin sở thông tin và truyền thông đã chính thức lên tiếng nam em đã lên sóng xin thua cụ thể trong lần livestream mới nhất nam em xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy gương mặt hốc hác trán phải dán miếng hạ sốt người đẹp tiền giang vừa nằm trên giường vừa trò chuyện trên sóng live stream. Đáng chú ý, trong lúc live stream, chồng nam em liên tục nói vòng từ ngoài vào khuyên cô đừng live stream bằng tài khoản tích xanh của cô. Nguyên nhân được chồng nam em đưa ra liên quan tới thông tin sở thông tin và truyền thông đã nắm được tình hình vụ việc live stream gần đây. Dù nam em có nói rằng bản thân chưa hề nhắc đến tên bất cứ ai thì sẽ không sợ. Tuy nhiên người đẹp tiền giang vẫn lên tiếng xin thua. Coi như tao thua rồi ngang, tao sẽ không nói chuyện hậu cung nữa. Nam Em nói ở cuối livestream. Trước đó có thông tin cho biết, Sở Thông tin và Truyền thông đã nắm được vụ việc livestream của Nam Em sau khi nhận sự phản ánh từ dư luận. Phía Sở Thông tin và Truyền thông thành phố hiện đang tìm hiểu và sẽ có phản hồi trong thời gian sớm nhất. Đánh võng, ép xe, ném hung khí vào công an tuần tra, nhóm quay xế manh động bị bắt. Ngày 20 tháng 2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an thành phố Thanh Hóa đang điều tra xử lý nhóm đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, tối 18 tháng 2, trong khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên đại lộ Lê Lợi, tổ tuần tra 282, Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện một nhóm thanh thiếu niên gồm bốn đối tượng đi trên hai xe mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, mang theo một số hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, vỏ chai bia, cốc thủy tinh đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự. Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng này đã ném hung khí vào tổ tuần tra, đồng thời lạng lách, đánh võng, ép xe không cho tổ công tác bắt giữ. Trước hành vi manh động của các đối tượng, tổ tuần tra 282 công an thành phố Thanh Hóa đã kiên trì đeo bám vây bắt. Đến đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tổ tuần tra đã không chế 4 đối tượng, gồm Trần Mạnh Tâm, Sinh năm 2006, Vũ Tuấn Anh, sinh năm 2008, Lê Thiều Minh, sinh năm 2006 và Lê Văn Hoàng, sinh năm 2007 đều ở thành phố Thanh Hóa, lực lượng công an thu giữ tại chỗ hai dao tự chế, nhiều vỏ chai bia và cốc thủy tinh, tiếp tục điều tra xác minh vụ việc. Tới 23 giờ 50 cùng ngày, công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ thêm ba đối tượng trong nhóm khác trên địa bàn. Theo lời khai các đối tượng này đang trên đường hẹn một nhóm thanh niên khác ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa để giải quyết mâu thuẫn. Đã hai ngày trôi qua, kể từ khi nhận được thông tin đứa con gái của mình bị đối tượng Hoàng Minh Hào, sinh năm 2004 quê Bắc Giang, ra tay sát hại. Anh Sang, sau khi lo cho con gái xong, vẫn như đang chết lặng, đứng chẳng vững và không nói nên lời bên bàn thờ của đứa con gái số số. Ông cầm Bá Tâm, trưởng thôn thành thắng xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Sức khỏe của bố nạn nhân là anh Lê Xuân Sang, sinh năm 1982, không được ổn lắm sau khi người vợ anh Sang mất do tai nạn giao thông cách đây 4 năm. Cũng theo ông Tâm, gia đình nạn nhân Linh có 3 chị em gái, Linh là chị đầu phải bỏ học khi đang học lớp 10 để đi làm phụ giúp bố nuôi hai em ăn học. Anh Sang hiện đang ở nhà làm ruộng, cuộc sống cũng chỉ trông chờ vào mấy sầu ruộng của gia đình nên hoàn cảnh gia đình anh ấy cũng khó khăn. Giờ con gái đầu xảy ra như vậy, không biết anh ấy có vượt qua không? Anh Tâm cho biết thêm. Chị Lê Thị Anh, em gái nhà dì anh Sang nói, hiện anh Sang rất suy sụp, nỗi đau đớn dường như nén chặt hơn trong lòng anh ấy. Bởi vì gia cảnh anh ấy rất khó khăn, cháu Linh phải bỏ học ra Hà Nội làm từ khi 17 tuổi để lấy tiền cho các em ở quê ăn học. Con bé có tội tình gì mà hung thủ ác nở lòng ra tay sát hại nó như vậy? Gia đình chúng tôi mong pháp luật xử lý thật nghiêm đối tượng để cháu Linh được yên nghỉ và siêu thoát, chị Anh uất nghẹn nói. Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của gia đình chị Linh, 21 tuổi, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, về việc không thể liên lạc được với cô gái này. Đến ngày 19 tháng 2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hoàng Minh Hòa, nghi phạm đã ra tay sát hại chị Linh. Sau đó phát hiện thi thể nạn nhân tại một khu trọ thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hòa về tội giết người và cướp tài sản. Vụ bỏ con trước cổng chùa, người mẹ đến nhận lại con. Ngày 20 tháng 2, ông Nguyễn Đức Thi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Quang 2 cho biết, lực lượng chức năng địa phương vừa tổ chức trao trả bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Hàm Long, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho mẹ đẻ sau khi được cán bộ y tế chăm sóc. Theo ông Thi, sau khi đưa bé trai từ chùa Hàm Long về trạm y tế để chăm sóc thì lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi đồ của bé trai có một tờ giấy tiêm chủng, trong đó có ghi tên và địa chỉ của người mẹ từ đó chúng tôi xác định người mẹ này là người dân ở huyện tây hòa tỉnh phú yên nên địa phương đã liên hệ và kết nối được với gia đình của bé trai sau đó động viên gia đình đến nhận lại con ông thi nói ông thi cho biết thêm mẹ của cháu bé có hoàn cảnh rất khó khăn vì vậy trong giây phút thiếu suy nghĩ đã bỏ con tại chùa với mong muốn con sẽ được nhận nuôi tại một gia đình tốt hơn và có được cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu bé Ủy ban Nhân dân xã Xuân Quang 2, Công an xã và trạm y tế đã quyên góp được 5,2 triệu đồng cùng một số quần áo tặng cho mẹ và bé. Như đã đưa tin, ngày 18 tháng 2, sư cô thích nữ Minh Thuần, chủ trì chùa Hàm Long, phát hiện trước cổng chùa có một bé trai sơ sinh, trên người mặc một bộ đồ len màu hồng. Sự việc sau đó được trình báo đến Ủy ban Nhân dân xã Xuân Quang 2, chính quyền đã tiếp nhận chăm sóc cho bé và phát đi thông báo tìm người thân của cháu. Bưởi da xanh rớt giá sau Tết Mười năm gắn bó với cây bưởi, ông Trường ở Đồng Nai cho biết thông thường giá bưởi sau Tết tăng cao vì các cơ sở gom hàng xuất khẩu đầu năm. Nhưng năm nay giá liên tục đi xuống, giảm mạnh so với trước Tết, dù nguồn cung không nhiều, hàng chính vụ đã hết. Theo ông Trường, 4 năm trước, thời điểm bưởi da xanh có giá 40.000-50.000 đồng một ký. Người trồng bưởi lãi lớn, năm 2023, giá bưởi sau Tết cũng bán được ở mức 25.000 đồng nhưng nay giảm về 14.000 đến 16.000 đồng mỗi ký hàng loại 1 tại vườn. Hàng loại 3, 4 chỉ vài nghìn đồng, mức này giảm trên 30% so với cùng kỳ năm ngoái và trước Tết. Tôi có khoảng 2,5 hecta cho thu hoạch 40 đến 45 tấn bưởi vụ này, nhưng chưa có mấy thương lái hỏi mua, ông Trường chia sẻ. Chị Thu Hiền, thương lái thu mua bưởi ở Đồng Nai, cho biết năm nay sức tiêu thụ giảm mạnh so với mọi năm. Người dân đẩy mạnh sản xuất vào vụ Tết, nhưng sức mua yếu nên hàng tồn nhiều đẩy giá bưởi đầu năm đi xuống. Lý do nữa, theo chị Hiền, xuất khẩu bưởi sang Trung Quốc thời điểm chững lại vì thị trường này giảm mua. Hai năm trở lại đây, giá bưởi không ổn định, lên xuống thất thường theo nhu cầu ăn hàng của thị trường Trung Quốc. Hiện bưởi da xanh được xuất chính ngạch sang Mỹ, nhưng sản lượng ít và phải cạnh tranh với hàng Thái Lan, Trung Quốc. Ông Nguyễn Đình Tùng, CEO Vina TNT Group, cũng nhận xét sức mua trái bưởi đầu năm tại các thị trường xuất khẩu giảm trong khi nguồn cung trong nước dồi dào hơn mỗi năm nên giá loại quả này hạ. Theo Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước có trên 105.400 hecta trồng bưởi, sản lượng gần 1 triệu tấn mỗi năm với nhiều giống bưởi khác nhau. Trong đó, đồng bằng sông Cửu Long có diện tích bưởi lớn nhất với khoảng 32.000 hecta, sản lượng 370.000 tấn mỗi năm. Vài năm gần đây, bưởi da xanh cũng được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ như Bình Phước, Đồng Nai nên nguồn cung tăng, khiến hàng dễ dội chợ. CEO Vina TNT Nguyễn Đình Tùng dự báo từ tháng 3, khi nhu cầu xuất khẩu tăng cao, giá bưởi sẽ tăng trở lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.